hai phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được thăng hàm thượng tướng. Sáng ngày 26 tháng 10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai cán bộ được thăng quân hàm, coi đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng các cán bộ được thăng quân hàm thượng tướng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt các cán bộ được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng và Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm. Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ có được niềm vinh dự, tự hào này là nhờ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, sự chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết hiệp đồng của đồng chí, đồng đội trong suốt quá trình chiến đấu, công tác. Niềm vinh dự tự hào này không chỉ là của cá nhân mà còn là của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng Thượng tướng Trần Quang Phương và Thượng tướng Đỗ Căn. PV, theo VGP.